xá lợi tử nói thưa tôn giả thiện hiện nếu tất cả pháp đều không phân biệt thì tại sao có năm cõi sự sai biệt là địa ngục bàng xanh quỷ giới người trời tại sao lại có các bậc tu hành khác nhau như dự lưu nhất lai bất hoàn a la hán độc giác bồ tát chư phật thiện hiện đáp thưa tôn giả xá lợi tử bởi vì do hữu tình điên đảo phiền não tạo tác đủ các loại nghiệp thân ngữ ý do đó chiêu cảm nghiệp quả dị thục do dục làm căn bản nương vào đó mà tạo ra năm thứ sai khác là địa ngục, bảng xanh, quỷ giới, người trời. Còn tại sao nói có các bậc tu hành sai khác như dự lưu vân vân? Thì thưa tôn giả xá lợi tử, vì không phân biệt nên có tu dự lưu và quả dự lưu. Vì không phân biệt nên có tu nhất lai và quả nhất lai. Vì không phân biệt nên có tu bất hoàn và quả bất hoàn vì không phân biệt nên có tu a la hán và quả a la hán vì không phân biệt nên có tu độc giác và quả vị độc giác vì không phân biệt nên có tu đại bồ tát và đạo đại bồ tát vì không phân biệt nên có tu như lai ứng tránh đẳng giác và quả vị giác ngộ cao tột của chư phật thưa tôn giả xá lợi tử như lai ứng tránh đẳng giác quá khứ do vì không phân biệt chấm dứt phân biệt nên có thể kiến lập có như lai ứng tránh đẳng giác vị lai cũng không phân biệt chấm dứt phân biệt nên có thể kiến lập có tất cả như lai ứng tránh đẳng giác hiện tại ở thế giới chư phật khắp mười phương hiện đang thuyết pháp cũng vì không phân biệt chấm dứt phân biệt nên có thể kiến lập có thưa tôn giả xá lợi tử do nhân duyên này nên biết tất cả pháp đều không phân biệt vì không phân biệt chân như pháp giới pháp tánh thật tế làm định lượng nên thưa tôn giả xá lợi tử đại bồ tát phải tu hành bát nhã ba la mật đa sâu xa vô phân biệt tướng như thế nếu tu hành bát nhã ba la mật đa vô phân biệt tướng như vậy thì có khả năng chứng đắc sở cầu là quả vị giác ngộ cao tột vô phân biệt tướng